Hello, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh Tân Cảng Decor. Thì cũng đã hơn 10 ngày rồi bên mình thì mới làm lại một cái video mới giới thiệu ở trên YouTube. Thì do giai đoạn này là cũng giai đoạn cuối tháng 4 thì thành ra là bên xưởng cũng như là bên bảo là đang chạy gấp những cái tiến độ để phục vụ khách hàng nên không có kịp làm những cái video mới để gửi đến các bạn. Thì trong video hôm nay thì bên mình sẽ giới thiệu một cái dòng sản phẩm mới là dòng cưa đĩa Traxxor của hãng Dewar. Thì trong video này thì bên mình sẽ làm một cái video nói về cái chính sách cũng như là đơn giá cũng như là những ưu nhược điểm của hai dòng sản phẩm mà các bạn cũng đang thấy. Thì hiện tại những cái dòng sản phẩm của hãng Dewar vì dòng Traxxor này thì bên hãng chỉ mới về dòng dùng pin. Thì hệ này nó sẽ sử dụng dòng pin Flexvolt 5460V, thì nó không sử dụng những dòng pin XR thông thường. Thì để so sánh với cái dòng Dewar DCX 520NT này thì bên mình đã chuẩn bị một cái dòng sản phẩm cũng khá đình đám của hãng Makita, đó là con DSB600Z. Đó. Thì đầu tiên thì như các bạn cũng đã biết là những dòng sản phẩm của hãng Dewar thì sẽ được bảo hành chính hãng 3 năm toàn quốc, còn của Makita thì bảo hành chính hãng 6 tháng. Thì trên thị trường hiện tại thì ở Việt Nam mình vừa mới về được khoảng tầm trên dưới 10 con sản phẩm này, thì bên mình cũng rất vui là được đang sở hữu tại cửa hàng khoảng 4 con. Thì cũng đã có một con ra đây rồi, còn hiện tại là mình sẽ có 3 con. Thì về mức giá thì thông thường như các bạn cũng đã biết thì dòng sản phẩm này bên mình sẽ bán ra riêng hết vì như body, thân máy, về sạc. Để các bạn dễ tham khảo thì mình sẽ lướt sơ qua nếu các bạn chưa có hệ sinh thái của hai sản phẩm này thì có mức giá đầu tư nó khoảng bao nhiêu. Thì đối với cái dòng sản phẩm mà Dewar DCX mà 520NT này thì mức giá đang bán hiện tại đó là 11.750.000. Còn đối với dòng thân máy của Makita DSB600Z thì có mức giá nó rơi tầm khoảng gần 8 triệu. Đó là mức giá chênh lệch. Còn nó xét về tổng thể thì nó sẽ gồm những cái gì? Thì ví dụ như về sản phẩm máy pin thì nó sẽ có sạc và pin này, rồi cũng như là những cái phụ kiện đi kèm như cái giờ ray. Rồi, đối với dòng về Dewar thì như các bạn biết thì những cái dòng sạc hiện tại thì sử dụng Flexvolt, thì các bạn sẽ sử dụng cái dòng sạc nhanh đó là DCB118, thì mức giá hiện tại nó dao động từ 940 cho tới 1 triệu. Đó. Đây, DCB118. Ngoài ra thì bên mình lấy một cái cục pin đó là 6A, đó là mức giá hiện tại nó sẽ là 3.1 triệu, kết hợp với một cái dòng ray của Dewar. Hiện tại thì Dewar về hai cái mã sản phẩm dài 1m và 1m rưỡi. Thì đối với sản phẩm 1m thì nó đơn giá nó khoảng tầm 1.040.000, còn đối với dòng ray 1m rưỡi nó là 1.400.000. Thì nếu các bạn sở hữu nguyên cả cái combo của DCX 520NT này, bao gồm ray 1m này, pin 6A cũng như là sạc 1.8, và khi mua máy thì nó sẽ có cái thùng này, thì rất mức giá dao động nó khoảng gần 17 triệu đó. Còn đối với khi các bạn sở hữu một cái hệ sinh thái của dòng Makita thì DSB600Z này, vì thân máy như cái nãy mình nói là khoảng 8 triệu. Còn riêng dòng Makita thì sẽ sử dụng dòng pin là 18V, mà dòng này thì sẽ sử dụng hai cục pin đơn. Đó, thì các bạn thấy đây. Thì các bạn sẽ phải sử dụng là một có thể là hai pin 4A hoặc là hai pin 5A, thì cũng như là hệ sạc đôi. Thì như đây mình đã chuẩn bị một cái hệ sạc đôi. Thì đối với hệ sạc đôi của Makita thì nó rơi tầm khoảng 3 triệu. Còn một cục pin 4A này nó sẽ là 1.6 triệu, nhân 2 lên là khoảng 3.2 triệu. Và ray Makita mà 1m thì nó khoảng 915.000. Đó nghĩa là khi các bạn mua một cái hệ sinh thái của dòng này thì nó sẽ khoảng tầm 15 triệu. Đó là mức giá chênh lệch, nó khoảng 2 triệu so với hai hệ sinh thái này. Đó là cái phần chi phí mà các bạn muốn sở hữu một trong hai cái sản phẩm của Dewar hoặc là Makita. Thì tiếp đến là một cái phần giới thiệu chi tiết hơn về những ưu nhược điểm cũng như là vận hành, cũng như là những cái cách thức sử dụng các dòng máy này. Thì như các bạn cũng đã coi những video trước của bên Tân Cảng thì bên mình cũng đã làm một cái video về những cái dòng sản phẩm của Makita. Rồi thường thì mình sẽ làm cái mã trước là mình làm cái mã điện đó là con DSB, con SB6000. Thì con DSB600Z này thì nó cũng sẽ tương tự. Và chủ yếu là anh Bả sẽ giới thiệu cũng như là cách sử dụng cái dòng Makita, dòng Dewar là DCX 520NT này. Rồi các bạn cùng đón xem ha. Xin chào các bạn. Sau cái phần giới thiệu về sơ bộ về hai dòng máy này của Khải thì mình sẽ giới thiệu về chi tiết cũng như là cách thức vận hành, cũng như là chia sẻ với các bạn một số cái điểm lưu ý mà bên mình nhận thấy từ hai dòng sản phẩm này. Đầu tiên thì nói về cái phần máy, thì hai dòng sản phẩm này lý do mà bên mình đem ra so sánh thì nó cũng sẽ có lý do là một số điểm tương đồng giữa hai dòng sản phẩm. Tất nhiên thì
Pin Makita nó sẽ có một cái dòng là chắc so 40V, nhưng mà lý do là hai thằng này nó có một cái tương đồng về pin, cũng có điểm khác nhưng cũng có điểm tương đồng, thì mình muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên á, Khoan hãy nói về cách thức vận hành cũng như là thông số máy, thì mình nói về pin. Một dòng sản phẩm của Makita thì sử dụng pin đôi là 18V, và dòng của Dewalt thì sử dụng pin flexvolt. Thì mình muốn chia sẻ với bạn điểm chung đó là gì. Điểm chung tức là hai dòng sản phẩm này khi mà pin á, dùng cho những sản phẩm này thì các bạn vẫn có thể sử dụng được cho dòng máy 18V của Makita hoặc là 18V 20V max của Dewalt. Thì đó là cái đặc điểm chung của hai dòng pin. Thứ hai á, thì cũng là nói về pin á, thì cái dòng sản phẩm của Makita tất nhiên nó sẽ có một cái ưu điểm lớn hơn, tức là khi mà các bạn sử dụng với cái hệ sinh thái của Makita, thì trước đây chúng ta sử dụng những dòng máy 18V, chúng ta có rất là nhiều pin 18V, thì cái hệ sinh thái này nó sẽ có thể sử dụng được cho dòng sản phẩm của Makita. Còn ngược lại thì đối với Dewalt thì cái dòng sản phẩm này là sử dụng pin flexvolt, thì có nghĩa rằng là những cái sản phẩm trong hệ sinh thái trước đây các bạn dùng 18V hoặc 20V của Dewalt, thì những dòng sản phẩm pin XR 18V đó không thể sử dụng cho dòng sản phẩm này. Thứ hai thì nói về pin, thì cái con Makita này vì nó sử dụng pin đôi nên thì cái khả năng mà sạc pin của nó thì nó cũng đòi hỏi là cao hơn. Thì cục sạc nó thành ra là nó thiết kế dòng sạc là sạc đôi hoặc là sạc 4. Thì với những dòng sản phẩm như này thì khi mà chúng ta sử dụng một cục sạc đơn bình thường thì cái việc mà chúng ta thay thế pin cho cái dòng sản phẩm này nó sẽ gặp chút khó khăn. Vì vậy là cái việc khi mà sử dụng cái này thì thường anh em hay đầu tư cái sạc pin đôi. Cái chi tiết của dòng sản phẩm DCS520 của Dewalt, thì dòng sản phẩm này có thông số kỹ thuật là sử dụng pin flexvolt 54-60V max. Tốc độ không tải thì dòng sản phẩm này có 7 cấp điều tốc. Tốc độ không tải từ 2500 vòng đến 4200 vòng trên phút. Lưỡi sử dụng đường kính là 165mm, cốt lưỡi là 20. Thì dòng sản phẩm này cho khả năng cắt sâu tối đa với góc 90 độ là 55mm. Và góc cắt tối đa của góc 45 độ là 44mm. Nó có thể sử dụng chung với lại ray dẫn hướng. Thì tổng thể thân máy thì cái dòng sản phẩm này nó thiết kế hai cái tông màu vàng và đen, mang sự tương phản cao. Và cái bill thì rất là cao cấp, những cái vật liệu hoàn thiện ở đây rất là cao cấp. Thì khả năng thoát bụi cao cũng như là một số cái phần cái phím chỉnh nút đi kèm, nó cho khả năng thao tác rất là nhanh. Ở đây thì chính là cái công tắc khóa cò. Thì đầu tiên, cái điểm đầu tiên khác biệt lớn nhất chính là cái cách thức mà cái máy nó vận hành khi mà nó đưa xuống. Thì đối với dòng Makita thì lát nữa mình sẽ cho các bạn xem. Thì nhưng mà mình sẽ nói trước là vì Makita nó sẽ, cái xu hướng của nó là sẽ gập như thế này theo một trục, còn điều quá thì nó sẽ đi tới. Thì sau mà một quá trình test thì mình cảm thấy rằng cái việc là nhấn mà đẩy một góc chéo tới như thế này á, thì giúp chúng ta kiểm soát cái lực cắt cũng như là cái lực mà chúng ta nhấn vào ray trong suốt quá trình cắt nó dễ dàng hơn một chút. Tuy nhiên với cái cách thức này thì khi mà chúng ta đi ba cái đường cắt á, thì mình cảm thấy nó hơi nặng hơn so với dòng của Makita. Trên đây thì sẽ có những cái phím rất là cơ bản, đó là để chúng ta canh chỉnh độ sâu, nó cũng khá là trực quan. Thì cái việc mà chúng ta có thể set up độ sâu để chúng ta cắt những đường cắt, giả sử như là chúng ta cần cắt 18 ly, chúng ta set up khi mà vừa cắt đứt hết, hoặc là cắt những đường cắt nông chính xác, giả sử như chúng ta có thể là sử dụng dòng cưa này để tạo ra một cái đường rãnh âm xuống để chúng ta làm ray này, hoặc là tạo rãnh để chúng ta ghép gỗ, thì những cái công cụ như này nó hỗ trợ cho chúng ta lấy được cái độ sâu rất là chính xác. Còn đây chính là cái phần mà có thể giúp chúng ta nghiêng ngả máy. Thì cái vạch chia độ nó cũng rất là rõ ràng, trực quan này giúp chúng ta có thể kiểm soát được cái góc mà chúng ta muốn cắt. Ở phía dưới đế đây, ở những vị trí này, tương ứng là trên phần mặt trên. Đây mình sẽ nghiêng cho các bạn dễ thấy. Thì nó sẽ có những cái nút điều chỉnh. Đây, những cái phần này chính là cái phần mà để chúng ta điều chỉnh, canh chỉnh để cho nó có cái độ mà rơ nhỏ nhất đối với cái ray dẫn hướng. Còn đây là cái phần mà giúp chúng ta có thể là có được một cái lực tựa vào ray trong quá trình mà chúng ta nghiêng máy, chúng ta cắt 45 độ.
Thì xét về cái khả năng set up cái vị trí mà để chúng ta thay lưỡi thì nó cũng diễn ra rất là đơn giản. Nó sẽ nằm ở đây. Thì khi mà chúng ta cần thay lưỡi thì ở đây nó sẽ có một cái phần là cái phần set up, cái điểm khi mà chúng ta đẩy xuống. Tại vì như các bạn có thể là nhìn thấy ở đây á, thì với thông thường mà khi chúng ta đẩy xuống như thế này thì đây chính là cái phần mà để chúng ta có thể mở lưỡi này. Nó sẽ đi tự do. Thì khi chúng ta sử dụng cái khóa ở đây, khóa lại, thì nó sẽ giới hạn cái phần tới đây là nó sẽ dừng. Và ở trên đây thì sẽ có một cái công tắc, một cái phần khóa để chúng ta gạt ra, khóa trục lại để chúng ta thay lưỡi. Thì giúp cho cái việc mà chúng ta định vị cái vị trí cũng như là khóa trục nó sẽ diễn ra rất là dễ dàng. Thì đầu tiên là mình sẽ khóa phần này, sau đó là đẩy xuống, khóa phần này lại, thì cái máy nó sẽ nằm ở cái vị trí này cố định, và lưỡi nó cũng sẽ cố định để chúng ta thay lưỡi. Thì đi kèm của nó là sẽ có một cái phần cà lê khóa được giác khóa để chúng ta có thể thay mở lưỡi ở đây. Thì lát nữa mình sẽ mở lưỡi để cho các bạn xem từ cái cách mà chúng ta có thể là set up lưỡi. Thì giờ dòng sản phẩm này thì như mình đã nói, thì ngoài cái ưu điểm là những cái tính năng nó khá là trực quan, cũng như là cái build nó rất là cao cấp cho cái khả năng cứng vững tốt, thì nó còn có thể đáp ứng được cái khối lượng công việc rất là lớn bởi cái công suất cao cũng như là cái khả năng cắt rất là tuyệt. Máy thì có khởi động mềm cũng như là có khả năng thắng từ rất là tốt, để chúng ta trong cái quá trình mà máy nó khởi động và vận hành đó, thì cái độ rung lắc cũng như cái độ ổn định thân máy nó rất là cao, độ rung lắc thấp, độ ổn định cao, và cái khả năng mà khi máy dừng lại cũng rất là nhanh. Khi chúng ta an toàn thì chúng ta có thể là chuyển sang một cái đường cắt mới. Phía sau này thì có một cái công tắc điều tốc với 7 cấp độ, thì các bạn có thể là dễ dàng điều chỉnh cái tốc độ vòng tua từ 2.500 đến 4.200 trong vòng trên phút, để tùy theo cái loại vật liệu, theo lượng cắt mà chúng ta sử dụng. Để khi chúng ta có thể là cắt gỗ hoặc cắt nhôm mỏng. Còn đây chính là cái ray dẫn hướng của điều quát. Thì cái ray dẫn hướng này thì nó sẽ có hai cạnh hai bên chúng ta đều có thể sử dụng được. Đây, thì nó sẽ giúp ích cho một cái việc là sau một thời gian sử dụng á, nếu như có thể là trong quá trình mà chúng ta làm việc thao tác thì có thể là một cạnh, một mặt nó sẽ bị hư hại, hoặc là cái phần mà zero cut này này sau một thời gian mình dùng có thể là bị vặn lưỡi, nó bị méo, thì chúng ta có thể là có được cả hai cạnh chính xác để chúng ta làm. Thì cái ray nó sẽ nằm ở giữa, nó sẽ như thế này. Thì tương tự như tất cả những dòng ray của những cái dòng chắc so khác, thì khi mà cái nhát cắt đầu tiên của chúng ta sẽ luôn luôn cắt đi một cái phần xu là cái phần zero cut, để chúng ta có được cái mạch cắt chính xác khi mà cho những lần cắt tiếp theo. Xét về cái ray á, thì như mình đã chia sẻ ở phần đầu á, thì nó sẽ có những cái núm điều chỉnh để hạn chế cái độ rơ. Tất nhiên khi chúng ta chỉnh thì chúng ta sẽ tinh chỉnh làm sao mà cái độ rơ nhỏ nhất để nó ổn định được trong cái việc chúng ta làm việc. Đó, ổn định trong việc chúng ta làm việc, nó không có bị rơ lắc nhiều. Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ đảm bảo một cái độ hở nhất định để ray có thể là trượt trơn tru, máy có thể trượt trơn tru trên ray. Thì trong cái dòng sản phẩm này thì có một cái lưu ý là cái phần mà để giữ máy 45 độ á, thì mình đánh giá rằng là cái phần này nó không quá cứng cáp, chính là phần này. Thì khi mà chúng ta sử dụng cưa 45 độ thì chúng ta sẽ mở khóa này ra, thì ở đây nó sẽ có một cái phần chặn lò xo và bi. Bởi vì cái phần này trên ray này nó không có rãnh, thì phần chặn bi này nó giúp cái phần rãnh này nó tựa sát vào cái phần ray, thì giúp chúng ta cái việc là khi mà mình trượt thì nó cũng sẽ diễn ra tương đối dễ dàng. Và đặc biệt là cái phần này nó chống thấu lui, tức là cái viên bi này nó chạy một chiều. Đây, khi mà mình cắt mình đẩy tới này thì mình thấu lui nó sẽ rất là nặng,
thì nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được cái đường cắt một cách dễ dàng hơn, nó không bị là trượt tới trượt lui. Nhưng mà cái phần mà khả năng để nó kết nối cứng cáp vô ray á, thì nó lại không thể hiện tốt, thì như các bạn thấy là mình có thể dỡ lên được đó. Thì ở đây đây sẽ còn phiên bi, thì tất nhiên là cái ưu điểm thì cũng nó cũng sẽ có chút nhược điểm, thì nhược điểm nó sẽ liên kết không được cứng cáp. Nhưng mà ưu điểm mình thấy rằng là khi mà cái phần này nó tựa vào á, thì nó cho cái khi mà chúng ta kiểm soát được để không bị lật máy, thì cái phần mà khi chúng ta đẩy tới á, nó kiểm soát rất là tốt, tại vì nó không có bị thấu lô cưa về. Và nói về cái phần mà khi cắt thì Dewatt có một cái chi tiết khác với dòng sản phẩm của Makita, chính là cái phần lưỡi gà tách phôi. Đây thì mình lưu ý các bạn, cái phần này không phải là chống kickback, mà nó là một cái phần lưỡi gà để tách phôi. Tại vì trong quá trình mà chúng ta cắt phôi á, thì sẽ có trường hợp là cái mạch cắt nó sinh nhiệt, khiến cho cái đường gỗ, mạch gỗ nó bị biến dạng. Thì nếu các bạn mà làm ván ván với những cái cốt gỗ như là plywood, hoặc là gỗ ghép, hoặc là gỗ tự nhiên, thì với những cái đặc thù của những cái gỗ như vậy á, thì thường á, mà sẽ có một số trường hợp là khi chúng ta cắt ra, cái mạch cắt nó bị co lại, nó phải ép vào lưỡi cưa. Thì đây là cái phần chính là cái phần để chúng ta có thể là dễ dàng tách cái mạch cắt ra. Đó là một số cái chia sẻ của mình về cái dòng sản phẩm Jigsaw của Dewatt. Tiếp theo mình sẽ đến với dòng sản phẩm của Makita. Đến với dòng sản phẩm của Makita với mã hiệu là DXB600Z. Thì dòng sản phẩm này sử dụng pin đôi là 2 pin 18V. Thì như mình đã chia sẻ ở phần đầu thì cái ưu điểm về cái ưu thế về sự linh hoạt của pin của dòng Makita này so với cái dòng Dewatt khi nãy là mình đã nói rồi. Thì khi mà chúng ta có một cái dòng máy sản sử dụng pin 18V của Makita, thì ta vẫn thể sử dụng chung pin với dòng sản phẩm này, nó rất là hay. Như vừa rồi mình đã nói về cái khi mà cái vận hành của máy á, thì Dewatt thì chúng ta nó sẽ đẩy về một góc xéo tới, còn Makita thì nó sẽ là gặp một cái trục như thế này, nó sẽ theo tâm. Thì như mình nói rằng á, là khi mình cảm thấy được là khi mà chúng ta cắt á, chúng ta di chuyển thực hiện đường cắt, thì cái việc mà chúng ta có cái góc mà chúng ta đẩy xéo tới như thế này thì giúp chúng ta kiểm soát cái đường cắt nó sẽ dễ hơn. Tuy nhiên thì với dòng Makita này mình cảm thấy rằng là cái việc khi mình đề ba đường cắt nó sẽ diễn ra dễ dàng hơn. Thì tương tự nó sẽ có một số cái điều, những cái phím điều chỉnh để chúng ta có thể là nghiêng ngả máy, và vạch thước thì cũng rất là chính xác. Canh chỉnh độ sâu cắt thì trên Makita nó sẽ có một cái phần là xoáy úp nhanh. Như các bạn thấy ở đây á, có thể thấy được đây là cái con số 22.5. thì khi mà chúng ta để ở vị trí nằm ngang thì chúng ta sẽ nghiêng một cách tự do để chúng ta xoáy úp cái góc mà mình muốn cắt. Còn nếu như các bạn xoay theo phương dọc, tức là ở đây hoặc là ở đây, thì trong này nó sẽ xếp úp sẵn một cái góc là 22.5, xếp úp nhanh để chúng ta dễ dàng xếp úp được cái góc này một cách nhanh chóng. Tiếp theo thì ở đây nó sẽ có một cái phím để chúng ta có thể là thay đổi góc cắt tối đa từ 45 sang 48. Thì với cái thông số kỹ thuật cắt của dòng sản phẩm này á, thì tốc độ không tải nó sẽ là từ 2.500 đến 6.300 vòng trên phút. Độ sâu cắt tối đa của góc 90 độ là 56mm, góc 45 là 40mm và góc 48 là 38mm. Thì cái con này có cái điều tốc là 5 cấp. Mặc dù là cái tốc điều cấp điều tốc này á, nó ít hơn so với Dewatt là 7 cấp, nhưng mà đổ lại thì cái tua máy của dòng sản phẩm này là cao hơn. Thì trên thân máy nó cũng sẽ có sẵn có những cái vị trí để báo pin. Dewatt thì nó sẽ báo pin trên pin, còn trên thân máy của Makita thì nó sẽ có báo pin cả hai pin. Thì ngoài cái việc là báo pin
trên bục pin. Thì cái dòng sản phẩm này nó sẽ báo pin trên máy. Thì các bạn có thể dễ dàng kiểm soát được là cái mức pin và cái tương quan giữa hai viên pin của mình là như thế nào. Thì về thay lưỡi thì ở đây nó cũng sẽ có những cái cơ bản là điểm này. Thì khi chúng ta xoay sang đây thì các bạn thấy điểm tròn này không, thì chúng ta sẽ khóa máy ở điểm này. Thì nó sẽ set up cho chúng ta cái phần vị trí mà để chúng ta có thể là sử dụng trục giác để mở khóa. Thì trên đây chính là cái phần khóa trục, chúng ta dễ dàng mở lưỡi ra. Thì lưu ý là chúng ta sẽ luôn luôn tháo pin trước khi thao tác với lưỡi. Thì tương quan về dòng sản phẩm này thì với cái thông số kỹ thuật thì gần như là về độ sâu cắt cũng như là cái thông số lưỡi nó sẽ tương đương với lại dòng sản phẩm của DeWatt. Đến với phần ray á, thì như bên mình đã chia sẻ vừa rồi, có một cái sản có video mình nói về dòng sản phẩm là SP6000. Thì cái dòng sản phẩm DSP600 này nó cũng sử dụng ray, thì Makita thì cũng tương tự đó. Thì cái phần này sẽ có một cái khác biệt mình cho rằng là tương đối lớn với sự cái phần ray của DeWatt, chính là cái phần mà khóa chiều ngang khi mà chúng ta sử dụng với những cái góc nghiêng. Đó, sử dụng với góc nghiêng thì cái phần này nó có một cái lẫy để nó khóa vào đây. Thì chính là cái vị trí này, các bạn có thể thấy ở đây là vị trí này, và nó cũng sẽ có những cái con lăng, những cái nút điều chỉnh để chúng ta dễ dàng canh chỉnh được cái độ rơ của máy so với ray trượt. Đây là chính phần này, chúng ta sẽ canh chỉnh làm sao để cái phần tựa này nó tựa vào ray một cách gần như là chính xác, để chúng ta quá trình cắt chúng ta không bị rơ lắc. Thì sau phần giới thiệu mình sẽ tổng hợp lại một số cái điều cơ bản tạo nên khác biệt giữa hai dòng. Đầu tiên nói về pin, thì pin của DeWatt sử dụng pin 54V, có thể dùng cho máy này và cũng có thể dùng cho máy dòng hệ nhỏ hơn là 18-20V max. Nhưng ngược lại thì những cái pin 18-20V không thể dùng cho dòng sản phẩm này. Đối với Makita thì vì sử dụng pin đâu là 18V thì dòng sản phẩm này có thể sử dụng được pin của dòng 18V. Và dòng 18V cũng có thể sử dụng pin cho dòng máy này. Thành ra là cái tính linh hoạt vì sử dụng pin thì mình đánh giá là Makita nó có một chút ưu điểm. Thứ hai thì nói về là ray. Ray thì như mình đã chia sẻ ở phần vừa rồi thì cái việc là thao tác trên ray gần như với những cái đường cắt 90 độ thì cái khả năng thì mình nghĩ rằng là cũng sẽ tương đương nhau. DeWatt thì chúng ta có thể là có được hai mặt, thì chúng ta có thể là dễ dàng thao tác sau một thời gian sử dụng, mặt này hư hại thì chúng ta có thể là đổi sang mặt kia. Nhưng cái phần cắt 45 của DeWatt thì cái việc mà giữ cái máy so với cái ray mà ổn định, có thể là chống lật tốt á, thì nó không hiệu quả. Nhưng mà cái phần con bi tựa vào để chống thối lui á, thì mình lại thấy rất là phù hợp trong cái việc là chúng ta có thể từ từ chúng ta sử dụng cái đường cắt một cách thẳng đi và nó không bị trường hợp thấu về. Cũng đó là cái việc thấu về thì cũng sẽ là một cái khác biệt, tức là cái dòng DeWatt nó có cái phần lưỡi gà ở phía sau lưỡi chứ chúng ta tách phôi. Trong một số trường hợp mà khi chúng ta cắt phôi ra, cái phôi nó bị bó mạch lại, thì bây giờ sản phẩm của Makita thì không có điều đó. Tuy nhiên cái khả năng chống lật bằng một cái lẫy của Makita thì nó cho khả năng chống lật tốt hơn. Thì gần như mà khi chúng ta cắt 45 độ thì cái lẫy đó nó sẽ giúp cho cái việc là cái máy nó không bị lật ra khỏi cái ray. Nó cũng sẽ cho khả năng an toàn hơn khi mà thao tác. Xét về tốc độ vòng tua thì hai dòng máy này nó có một sự khác nhau tương đối rõ rệt. Với DeWatt thì tốc độ tối đa của nó là 4.200 vòng, nhưng mà Makita là 6.300 vòng, thì mình thấy là cái con số chênh lệch cũng khá là lớn. Thì mình sẽ chạy thử hai dòng sản phẩm cho các bạn xem. Đây thì các bạn, đầu tiên là các bạn sẽ theo dõi cái khả năng mà khi cái máy nó đưa xuống. Thì đầu tiên là Makita thì nó sẽ xoay theo trục, có một cái trục cố định ở đây này. Thì nó sẽ đi theo như thế này,
Thì như mình đã chia sẻ thì cái phần này á, khi mà chúng ta cắt á, thì nó sẽ hơi mỏi cổ tay một chút, nhưng mà cái nhờ thiết kế cũng như là cái khả năng hoàn thiện cao thì cái việc mà khi mình nhấn xuống cái đề ba đầu tiên mình cảm thấy rất là thoải mái với dòng sản phẩm này. Còn điều watt thì các bạn có thể thấy ở phần này nó sẽ có thiết kế là cái máy nó sẽ đi thêm một phương chéo tới một góc như thế này. Đó, thì cái khoảng đề ba với mình, cái khoảng đề ba nó là hơi nặng, khi mà mình đã cắt được rồi mình sẽ đưa xuống được rồi thì khi mình giữ đây, khi mình đẩy tới thì rất là dễ, tại vì cái phương lực của mình nó sẽ luôn luôn là chéo xuống và có phương hướng đi tới, chứ không phải là như Makita thì mình sẽ gập như thế này mình đẩy tới. Thì khi mà mình đã tiến hành đường cắt rồi thì mình sẽ cảm thấy rằng cái việc mình di chuyển cái con đề watt này nó sẽ dễ hơn. Tuy nhiên thì cái phần đề ba mình cảm thấy là nó cũng sẽ hơi khó một chút. Và bây giờ mình sẽ tiến hành chạy máy. Thì khi mà nghe sơ qua thì cái cảm giác mà rít gió của Makita nó thể hiện nó cao hơn rõ ràng, cũng bởi lý do là vì cái tốc độ không tải của Makita nó lên đến 6.300 vòng, nó cao hơn điều watt khá là nhiều. Vì vậy cái cảm giác mà khi mình đề máy Makita lên á, thì mình có cảm giác là cái máy nó sẽ rít. Tất nhiên là cái phần rít đó là cái phần do cái tốc độ của lưỡi nó xoay, còn về motor thì cảm giác rất là êm. Còn điều watt thì với cái tốc độ mà nó ổn định như vậy thì nó tạo ra cái cảm giác là cái máy nó rất là theo kiểu là rất là đầm chắc. Và thực sự thì cái khả năng mà thắng của hai dòng sản phẩm này thì nó rất là ấn tượng, gần như là nó tức thì trong cái tích tắc, mình nghĩ là nó trong khoảng từ 1 tới 2 giây là gần như động cơ đã dừng hẳn. Đầu tiên nó sẽ giúp chúng ta an toàn hơn, mà khi có sự cố thì khi các bạn dần nhả cò thì máy nó gần như dừng hẳn để tránh cái việc là có thể là phát sinh thêm rủi ro phía sau. Thứ hai là sau khi mà chúng ta cắt xong thì cái việc chúng ta thay đổi thao tác để tiếp tục đường cắt tiếp theo nó sẽ diễn ra một cách dễ dàng hơn. Thì qua những cái chia sẻ vừa rồi thì mình mong rằng là các bạn có thể nhìn thấy được những cái điểm yêu thích trên cái dòng sản phẩm mà các bạn mong muốn có trong tương lai. Tất nhiên thì khi mình đánh giá rằng thì hai dòng máy này thì cũng là 1 9 1 10, những cái khả năng đem lại cho công việc thì mình nghĩ rằng nó sẽ rất là tuyệt vời. Còn cái việc các bạn yêu thích sản phẩm nào nó còn tùy vào cái khẩu vị của mỗi bạn, cũng như là cái hệ sinh thái mà các bạn mong muốn hướng đến. Thì tại vì thực tế là ngoài một cái dòng sản phẩm này thì hai hãng đều có những cái sản phẩm khác trong hệ sinh thái của mình, thì khi mà các bạn đang ở trong một hệ sinh thái nào thì nó cũng sẽ là một phần yếu tố quyết định để chúng ta là sử dụng cái dòng sản phẩm nào tiếp theo cho công việc của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy hay thì có thể là like và subscribe và ủng hộ kênh mình, để mình luôn luôn có một cái tinh thần cũng như động lực tốt để đem đến những cái video mới hơn, cũng như là cung cấp cho mọi người những cái thông tin hữu ích về những dòng sản phẩm trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian rất là nhiều để theo dõi video. Thì cuối video thì bên mình sẽ xin giới thiệu những cái chương trình trả góp ở bên mình. Thì hiện tại bên Tân Cảm vẫn đang song hành hai cái hình thức trả góp, đó là trả góp không dùng thẻ tín dụng qua công ty tài chính Funding, là áp dụng đối với những cái đơn hàng dưới 7 triệu và trên 200 nghìn. Thì các bạn có thể chia 3 trả trong kỳ đầu tiên, và 30 ngày tiếp theo mình sẽ trả 1/3, và 30 ngày cuối cùng mình sẽ trả 1/3 với không lãi suất, cũng như là hình thức thanh toán rất là nhanh và đơn giản. Thì ngồi những sản phẩm cái giá trị cao nó rơi từ 7 triệu cho tới vài chục triệu thì các bạn có thể trả góp qua thẻ tín dụng, có thể với các kỳ hạn khác nhau, là từ 3, 6, 9, 12 tháng. Cái đó thì sẽ tùy vào cái hạn mức tín dụng của từng khách hàng, thì các bạn sẽ có liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc là quen website cũng như là thông tin số điện thoại bên mình có kèm ở trong cái đường link dẫn ở bên dưới. Thì những cái sản phẩm như khi nãy bên mình cũng đã giới thiệu, thì bây giờ mình sẽ lướt sơ qua lại. Thì đối với dòng DCX mà 520NT của hãng Dewar thì các bạn sẽ được trang bị thêm một cái phần thùng nhựa rất là chắc chắn. Còn đối với cái dòng Traxxo của Makita DSB600Z thì nó sẽ được trong một cái thực giá như thế này. Đó, thì hy vọng qua video thì các bạn có thể tìm ra được cái dòng sản phẩm phù hợp với mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và các bạn đừng quên dành 5 giây để subscribe cũng như là
cho bên mình một like để có thêm động lực để làm những video mới. Thì kết thúc video thì mình sẽ quay sơ một cái chút cái không gian cửa hàng ngày cuối tuần. Thì bên mình cũng có ngày cuối tuần thì bên mình nghỉ, thì bên mình chỉ làm việc từ 8 giờ cho tới 17:30 từ thứ hai đến thứ bảy. Còn chủ nhật thì thường bên mình sẽ quay video cũng như là anh em sẽ có thời gian dễ lao. Đó, cảm ơn anh em.